Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kiến thức game. Trong video ngày hôm nay mình sẽ review mẫu thiết kế trực thăng hoàn toàn mới của Không quân Nga trong tương lai. Đó là mẫu trực thăng K1XX hiện đang được bán trên thị trường buôn bán tự do có giá bán là gần 1.500 Atcoin. Mẫu trực thăng này sẽ được trang bị hai động cơ phản lực và các động cơ này sẽ chuyển hóa thành năng lượng và giúp cho mẫu trực thăng này có thể đạt đến vận tốc tối đa 700 km/h, nhanh gấp 3 lần tốc độ của trực thăng thông thường hiện nay. Bây giờ mình sẽ tiến hành mua mẫu trực thăng này, sau đó mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một số ít thông tin mà mình đã biết được về mẫu trực thăng này. Nga đang nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng tốc độ cao, có thể đạt đến vận tốc 700 km/h. Thông tin cùng những bức ảnh mô hình trực thăng của tương lai xuất hiện trong diễn đàn hàng không Airbase. Văn phòng thiết kế K-Mob vô tình dò dỉ một số hình ảnh mô hình 3D một chiếc trực thăng tốc độ cao tương lai dành cho các lực lượng vũ trang Nga. Các nhà thiết kế K-Mob cung cấp các động cơ mới, khoang vũ khí bên trong và có ghế lái đôi. Thiết kế cánh quạt đồng trục nổi tiếng nhưng sẽ được cải tiến theo dạng cánh nhỏ để tăng sự ổn định bay và cánh bay dạng máy bay chiến đấu. Sau khi bị dò dỉ, thông tin này lập tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Thiết kế mới của máy bay trực thăng gây ra sự quan tâm rất lớn không chỉ trong nước Nga mà cả thế giới theo nhận xét ban đầu. Nếu chiếc máy bay cánh quạt này có thể được sản xuất hàng loạt thì nó thực sự sẽ là cuộc cách mạng trong lĩnh vực trực thăng. Trên đây là một số ít thông tin về mẫu trực thăng này. Về chỉ số của mẫu trực thăng này, độ bền là 8060, tốc độ là 88.4 knot, tính cơ động là 52, phạm vi hoạt động radar 16 km, và cuối cùng phạm vi sonar 1.60 km. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trang bị của mẫu trực thăng này. Về phần trang bị vũ khí của mẫu trực thăng này, chúng ta sẽ có một pháo hạn nặng 2A42 30mm. Khi các bạn bắn hết một băng đạn và trúng mục tiêu, các bạn sẽ nhận được gần 40.000 sát thương. Đây là khẩu pháo gây sát thương khá cao. Tiếp theo là một tên lửa ATGM. Đây là hệ thống tên lửa được thiết kế để tiêu diệt xe tăng và các mục tiêu trên mặt nước. Sát thương của tên lửa này tạo ra là 18.000 sát thương. Kế tiếp, mẫu trực thăng này được trang bị 4 tên lửa Product 305. Đây là loại tên lửa dẫn đường tầm xa mới nhất với hệ thống dẫn đường tích hợp, được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép và các công trình quân sự bê tông cốt thép. 4 tên lửa này có thể tạo ra hơn 10.000 sát thương. Và cuối cùng là tên lửa S-13 122mm. Đây là loại tên lửa cực kỳ mạnh mẽ và không có điều khiển, được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở trong hầm trú ẩn. Trên đây là tất cả những trang bị vũ khí của mẫu trực thăng này. Giờ mình sẽ vào trận đấu để test hỏa lực của mẫu trực thăng này. Mời các bạn cùng theo dõi video. Come on.
Như vậy vừa rồi mình đã test nhanh mẫu trực thăng K1. Đây là mẫu trực thăng hoàn toàn mới nên khi trải nghiệm mẫu trực thăng này các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt so với các mẫu trực thăng thông thường. Và điểm mạnh của mẫu trực thăng K1 này là nó có khẩu pháo hạng nặng và gây sát thương lên mục tiêu tương đối tốt. Đây là mẫu trực thăng rất đáng chơi, các bạn nên mua mẫu trực thăng này về để trải nghiệm nha. Như vậy video chia sẻ và trải nghiệm mẫu trực thăng mới của tương lai K1 của mình đã kết thúc tại đây. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn về mẫu trực thăng này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Distance 80 heading our way.